tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hai nhóm côn đồ hỗn chiến trên cầu, một người bị bắn tử vong, ba người bị thương. Ấm lòng hình ảnh tài xế xe tải soi đèn 30 phút hộ tống người phụ nữ qua đoạn đèo vắng. Năm 2021, mặc dù trải qua đại dịch, nhưng nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vẫn đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng, lãi ròng tới 287 tỷ đồng, chủ yếu nhờ phát hành sách giáo khoa. Kính chào quý vị! Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đạt được lãi khủng như vậy. Trong khi đó, rất nhiều phụ huynh vẫn đang mong muốn sách giáo khoa được giảm giá. Và đây cũng là câu chuyện được nhiều phụ huynh bàn luận vào cuối tuần qua. Trong đó, câu hỏi được đưa ra nhiều nhất đó chính là lợi nhuận cao như thế có phải vì sách tăng giá? Câu chuyện thời sự này một lần nữa sẽ được chúng tôi chia sẻ bình luận trong vài phút tới. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Hoàng Trí và Như Yến. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đang cùng đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Ngày 3 tháng 7, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang tiếp tục điều tra những người có liên quan trong vụ hỗn chiến ở cầu Lăng Cô khiến một người tử vong, ba người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối ngày 2 tháng 7, hai nhóm thanh niên của các tổ dân phố An Cư Đông 1, An Cư Đông 2 và Lập An, thị trấn Lăng Cô đem theo mã tấu, tuyếp sắt và súng tự chế đến cầu Lăng Cô để giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm sau đó lao vào hỗn chiến trên cầu. Trong lúc đánh nhau, một người đã dùng súng tự chế bắn trúng ngực anh Phan Văn Ca, tên viết tắt, khoảng 30 tuổi, ngụ tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, khiến anh này tử vong ngay sau đó. Sau cuộc hỗn chiến, có thêm 3 thanh niên khác bị thương nặng và được đưa vào thành phố Đà Nẵng để cấp cứu. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1979, ngụ tại Hà Nội, để điều tra làm rõ về việc giả danh cán bộ thanh tra của Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định Phạm Anh Tuấn tự giới thiệu là cán bộ thanh tra Bộ Công an và có mối quan hệ với nhiều người trong công an tỉnh Vĩnh Phúc, nên một người dân đã tin tưởng và nhờ Tuấn giải quyết việc cá nhân với số tiền thỏa thuận ban đầu là 70 triệu đồng. Đặc biệt, Tuấn còn gọi điện cho các đồng chí trong lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc để lừa đảo. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 3 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Yên Bái bắt giữ đối tượng Thái Văn Đại, 19 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại là đối tượng đã lừa đưa người Việt Nam từ Campuchia hồi hương nhằm chiếm đoạt tiền. Trước đó, từ đơn tố cáo của một người dân ở tỉnh Yên Bái về việc bị một đối tượng lừa đưa người thân từ Campuchia về lại quê hương rồi chiếm đoạt tiền. Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an thành phố Yên Bái đã vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ Đại là người đã sử dụng tài khoản Facebook Đại Cầm Đồ đăng nội dung đưa người từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó đã lừa chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền của bị hại trên. Tại cơ quan công an, Đại khai nhận trong khoảng thời gian một năm trở lại đây, Đại đã lập 3 tài khoản Facebook và 2 tài khoản Zalo, sau đó Đại đăng tải nhiều bài viết có nội dung nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam, nhận làm dịch vụ mở khóa tài khoản Facebook và bán các mặt hàng tủ lạnh, quần áo, pháo hoa để lừa đảo. Với thủ đoạn đó, Đại đã lừa nhiều người trên cả nước và chiếm đoạt trên 900 triệu đồng. Công an thành phố Yên Bái cũng đề nghị người dân bị đối tượng lừa đảo với thủ đoạn trên sớm đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái để trình báo. Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Hữu Thuân, sinh năm 1993, ngụ tại huyện Gia Lộc, về tội trộm cắp tài sản. Thuân là đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các đình, đền, chùa, ăn trộm gần 100 triệu đồng tiền công đức. Thuân là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù năm 2017, do không có công ăn việc làm ổn định, nên Thuân đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Nhận thấy tại các đình, đền, chùa, công tác bảo vệ còn sơ hở, ban đêm thường không có người trông coi, bảo vệ, nên Thuân đã tìm kiếm đến các nơi này để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tiền trộm cắp được, Thuân dùng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 năm 2022, đến khi bị bắt, Thuân đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản trong các đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Gia Lộc, tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, Thuân còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ tương tự khác tại các địa bàn huyện lân cận như Bình Giang, Cẩm Giàng. Tại cơ quan công an,
Thuân khai thực hiện hành vi một mình. Thuân đã dùng kìm cộng lực để cắt khóa, then cửa, sau đó đột nhập vào bên trong, lấy xà beng hoặc xà cầy cày phá để mở rộng khe đút tiền, sau đó lấy toàn bộ tiền bên trong. Ngày 3 tháng 7, mạng xã hội chia sẻ một video clip người phụ nữ trộm cắp tài sản gây bức xúc. Vụ việc xảy ra trong hẻm 227, đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng ngày 29 tháng 6, người phụ nữ chạy xe đạp đi lượm ve chai đến dừng trước cơ sở in ấn. Người này lấy những khung in bằng nhôm để trước cơ sở, chất lên xe rồi chạy đi. Khoảng 15 phút sau, người phụ nữ quay lại tiếp tục lấy trộm các khung in còn lại. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại. Theo người quản lý cơ sở nấn, thời điểm mất tài sản, cơ sở nhập hàng về nhiều nên để tạm các khung in nhôm phía trước và bị lấy trộm khoảng hơn 100 khung in với tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng. Trung bình mỗi khung in được cơ sở đặt làm với giá 300.000 đến 500.000 đồng một khung, tùy lớn nhỏ. Người quản lý cơ sở cho biết vẫn chưa đến công an trình báo sự việc vụ trộm bằng văn bản. Đoạn video clip sau đó được đăng tải trên mạng xã hội nhằm mục đích cảnh giác người dân. Quý vị, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, đơn vị nắm phần lớn thị phần phát hành sách trên thị trường và do nhà nước sở hữu 100% vốn, mới đây đã có báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021. Theo đó, tất cả các chỉ tiêu của nhà xuất bản này đều tăng ấn tượng. Theo đó, năm 2021, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành 164,6 triệu bản sách giáo khoa, đạt 140% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 1.828,3 tỷ đồng, trong đó doanh thu chủ yếu từ phân phối sách giáo khoa và các khoản doanh thu khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của nhà xuất bản này đạt 287,4 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch mà cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục Đào tạo giao. Báo cáo nêu, nhà xuất bản có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 39,9% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 17,9%, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 hiệu quả. 7 công ty con hoạt động trong lĩnh vực tương tự do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam nắm quyền chi phối cũng đều báo lãi, tổng cộng đạt 46 tỷ đồng. Và trước thông tin mà lẽ ra tất cả chúng ta đều phải vui mừng cho doanh nghiệp này, thì nhiều phụ huynh lại lắc đầu ngã ngẩm. Trong đó có bà Phạm Thùy Vân Yên, một phụ huynh có con học lớp 2 ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trên báo Tuổi Trẻ, bà Yên kể rằng, câu chuyện xuyên suốt buổi trưa ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 7 ở gia đình tôi chính là thông tin nhà xuất bản giáo dục lãi ròng sau thuế tới 287 tỷ đồng trong năm 2021. Chồng tôi bảo rằng năm 2021 là năm nhiều gia đình ở nước ta lao đao vì dịch bệnh. Vậy mà mức lợi nhuận của nhà xuất bản giáo dục cao hơn cả những năm trước. Đó có phải vì sách giáo khoa mới tăng cao so với giá sách giáo khoa cũ hay không? Bà Yên còn chia sẻ rằng, thật ra nếu so giá sách giáo khoa mới với mức thu nhập của gia đình tôi hoặc nhiều gia đình trung lưu khác ở các đô thị phát triển thì thấy bình thường. Nhưng các cơ quan quản lý hãy một lần về vùng sâu vùng xa mà xem. Số tiền vài trăm ngàn đồng để mua một bộ sách giáo khoa là quá lớn so với mức thu nhập của người dân ở những vùng này. Chưa kể một gia đình đâu chỉ có một con mà có đến 2 đến 3 con. Và để cho con đi học, phụ huynh đâu chỉ mua sách mà phải mua tập, bút, thước, đồng phục, đóng học phí, v.v. Vì vậy, giá sách giáo khoa tăng cao là góp phần gây áp lực cho phụ huynh nghèo. Thưa quý vị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Phan Viết Lượng đã từng nói đến một ai đó rằng sách giáo khoa cũng có thể coi là sản phẩm thiết yếu nên cần phải định giá cho phù hợp. Không thể vì lợi nhuận của một ai đó mà đẩy giá sách lên được. Vậy một ai đó mà ông Phan Viết Lượng nhắc đến chính là ai? Có lẽ người dân biết lâu rồi, nhất là trước mỗi kỳ khai giảng phải móc sạch túi cho những bộ sách giáo khoa dùng một lần. Những bộ sách mà có người từng nói là kỹ thuật của người làm sách. Vì thế mà có độc giả đã nói rằng, doanh nghiệp lãi mà làm người dân buồn. Thậm chí có độc giả còn bình luận rằng, lãi trên mồ hôi nước mắt của gia đình học sinh thì có gì đáng tự hào. Có ý kiến cho rằng một số ngành, một số doanh nghiệp, nhất là thuộc những ngành độc quyền và hàng hóa thiết yếu, lẽ ra không nên lãi khủng, lẽ ra nên thấy xấu hổ vì thu quá nhiều tiền. Bởi lẽ nếu việc kinh doanh sách giáo khoa là lãi khủng, thì ai sẽ là người lỗ thảm, ai sẽ rỗng túi nếu như đó không phải là người dân. Vâng, và trong khi chờ đợi một cái kết vui vẻ cho đôi bên, cả doanh nghiệp phát hành sách lẫn phụ huynh học sinh, thì chúng tôi xin được mượn ý kiến của vị phụ huynh Phạm Thùy Vân Yên đã được nhắc đến ở trên để kết thúc cho câu chuyện này, đó là
Tôi đề nghị các cơ quan nhà nước cần đưa ra quy định cụ thể về việc bắt buộc các nhà xuất bản làm sách giáo khoa phải trích ra một phần lợi nhuận để xây dựng tủ sách dùng chung cho các trường khó khăn hay là tặng sách giáo khoa cho những học sinh nghèo. Và đến đây thì chúng tôi xin được khép lại câu chuyện của chuyên mục Nóng trên mặt báo. Và chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, do thời tiết nắng nóng gay gắt ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian gần đây, nên hiện tại lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố liên tục tăng cao. Trong đó, người già và trẻ nhỏ là đối tượng mắc nhiều bệnh nhất do ảnh hưởng từ thời tiết. Mời quý vị sẽ cùng đến với phản ánh chi tiết trong chuyên mục Đông Tây chuyển động. Đây là hình ảnh thường thấy tại khoa khám bệnh cấp cứu, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà những ngày gần đây. Mỗi ngày khoa tiếp nhận hàng ngàn người dân đến khám và điều trị. Trong đó, cao điểm có ngày lên đến 1.000 trường hợp. Bệnh nhân là người già và trẻ nhỏ là chiếm tỷ lệ lớn. Nào là sốt xuất huyết, nào là rồi là những cái mà bệnh mãn tính của những người già về tim mạch, về huyết áp nó cũng tăng lên. Kèm theo đó là trong cái mùa này thì cái sốt gọi là sốt siêu vi á, người ta gọi là cảm cúm á, nó cũng nhân cái cơ hội này nó là tăng thêm. Ở bệnh viện này ngoài những cái trang bị ngày một bổ sung thì nhân lực cũng được bổ sung để đáp ứng kịp thời với lại cái yêu cầu của bệnh nhân. Cũng như nhiều cơ sở y tế khác, những ngày nắng nóng này, khoa khám cấp cứu Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng luôn đông đúc bệnh nhân như thế này. Mỗi ngày tại đây có khoảng 1.500 lượt bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu chảy, da liễu. Hầu hết trẻ mắc bệnh do yếu tố thời tiết nắng nóng. Trong đó, nhóm trẻ ở độ tuổi dưới 5 luôn chiếm tỷ lệ cao. Khoảng 3 cái nhóm mắc bệnh chính hơn. Thứ nhất là những cái mắc bệnh là liên quan đến bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp. Rồi những cái bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và một số cái bệnh dịch, ví dụ như là tay chân miệng, ví dụ như là sốt xuất huyết. Cùng với trẻ em thì người lớn tuổi, người già là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất do thời tiết nắng nóng. Ngoài các bệnh lý mãn tính thì nắng nóng cũng làm gia tăng nguy cơ dẫn đến đột quỵ đối với nhóm người này. Các bác sĩ khuyến cáo trong thời tiết nắng nóng cần tránh cho người già và trẻ nhỏ ra ngoài vào thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Chú trọng đảm bảo chất dinh dưỡng trong bữa ăn, vệ sinh đúng cách, uống nhiều nước hơn bình thường để tăng sức đề kháng. Khi có các biểu hiện bệnh hoặc là say nắng, cần đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực phía Nam và vẫn liên tục gia tăng trong những tuần qua. Một trong những nguyên nhân khiến cho dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại thành phố được chỉ ra là do người dân, cộng đồng còn lơ là chủ quan. Và để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết thì Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình truyền thông đến từng hộ dân, đến mọi người mọi nhà cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Quận Bình Thạnh là địa bàn có mật độ dân cư cao, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh do hệ thống ao, kênh rạch dày đặc, nhiều đất hoang là những điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Ngày 3 tháng 7, Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi tới từng hộ gia đình, các khu phố, hẻm dân cư được kêu gọi vận động dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, khu vực sinh sống, diệt lăng quăng, diệt muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết. Em thấy cái này là nên làm mỗi năm một lần, đặc biệt nhất là những cái đầu mùa mưa. Thời điểm đó là nhiều khi lúc đó mọi người chưa có nghĩ đến, nhưng mà mình phòng bị trước thì em rất là thích những cái hoạt động như này. Trong vòng 3 tháng, từ nay đến hết tháng 9, Hội Chữ thập đỏ 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức cùng hàng ngàn tình nguyện viên sẽ sát cánh cùng người dân các địa bàn dân cư thực hiện thường xuyên công tác diệt lăng quăng, diệt muỗi, khơi thông cống rãnh thoát nước, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ, cách phòng tránh, giúp nâng cao khả năng phòng chống dịch tại cộng đồng. Không chỉ là truyền thông phát tờ rơi mà vận động mọi người làm vệ sinh ở ngay khu vực nhà mình, ở những cơ quan công sở và đặc biệt là phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương trong việc làm sao là chúng ta dập dịch. Đến đầu tháng 7 này, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận có trên 1.100 ổ dịch, gần 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 172% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 10 ca tử vong. Ngành y tế cho biết, nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết trên diện rộng sẽ rất cao nếu người dân không chủ động chung tay đẩy lùi dịch bệnh và vì sức khỏe của chính mình, của gia đình và cộng đồng. Tiếp tục chương trình, Nhí xin được chia sẻ đến quý vị một câu chuyện ấm lòng liên quan đến người tài xế này. Thưa quý vị,
anh là Đinh Văn Thiện, 26 tuổi, sống ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Anh chính là tài xế lái xe tải chạy chậm, soi đèn, hộ tống người phụ nữ đi xe máy chở hàng trên đoạn đèo vắng lúc 2 giờ sáng, khiến cho ai ai cũng hết lòng khen ngợi. Anh Thiện cho biết đoạn clip này được anh quay lại vào ngày 20 tháng 4, nhưng những ngày gần đây mới được lan tỏa nhiều, khiến anh có chút bất ngờ. Anh Thiện kể tối đó sau khi hoàn tất chở hàng như thường lệ, anh về nhà nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua quốc lộ 3 thì bỗng dưng bắt gặp người phụ nữ luống tuổi một mình chở hàng đi qua đường đèo. Thấy đường vắng, bà một thân một mình giữa đêm, chàng trai trẻ quyết định hộ tống cô một đoạn đường. Ban đầu thấy có xe lớn phía sau, người phụ nữ nép vào để nhường đường, nhưng thấy anh chạy chậm, bà cũng biết ý nên vẫn lưu thông như bình thường. Vậy là bác tài đã soi đèn hơn 30 phút cho đến khi bà đến nơi. Anh tài xế này cũng cho biết sau khi dừng lại, người phụ nữ gật đầu rồi giơ tay chào ngỏ lời cảm ơn. Thấy vậy anh cũng thấy ấm lòng vô cùng. Suốt 4 năm làm tài xế, anh Thiện từng chứng kiến và hỗ trợ cho nhiều trường hợp tương tự cũng như những người bị tai nạn giao thông. Với anh thì việc của mình không lớn lao gì, chẳng qua là có duyên và tiện đường thì giúp đỡ. Tuy nhiên khi nhận được lời khen từ phía cư dân mạng thì anh thấy vui và hạnh phúc cũng như là thấy ấm lòng theo. Dạ vâng, cảm ơn anh vì giúp chúng ta thấy rằng đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Chúc cho anh vạn dặm. Tàu lớn nhất thế giới vào hoạt động, thời gian tàu nằm chờ cầu để làm hàng rất thấp. Ở Mỹ thì tàu thuyền phải chờ đợi có nhiều lúc lên đến vài tháng. Nhưng ở Việt Nam, ở tất cả các bờ cảng Việt Nam thì chưa hề xảy ra tình trạng là tàu phải nằm chờ lâu ngày. Thứ hai là việc xếp giữ hàng hóa vẫn đảm bảo được tiến độ. Từ đó mà sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển của chúng ta, ở tất cả các cảng biển, ở hệ thống cảng biển của chúng ta vẫn tăng trưởng. Việt Nam hiện hội nhập quốc tế sâu rộng nhiều hiệp định thương mại tự do, là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Vì vậy, nếu chúng ta không có giải pháp đột phá và dài hơi hơn về phát triển đội tàu, chắc chắn hàng hóa khó có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vâng, và tiếp tục với chương trình 24 giờ chuyển động là cụm tin nóng cập nhật về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hình ảnh này đang khiến cho dư luận vô cùng xót xa. Một bé trai đang chơi đùa tại bể cá ở quán cà phê thì không may trượt chân ngã xuống. Khi được phát hiện thì cháu bé đã tử vong. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ngày 3 tháng 7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một tai nạn đuối nước khiến một bé trai tử vong. Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày 27 tháng 6 tại một quán cà phê ở trung tâm thị trấn Kiến Giang. Một bé trai đi ra bể cá tại một quán cà phê thì không may ngã xuống bể cá. Đoạn camera đã ghi lại hình ảnh cậu bé vùng vẫy, cố gắng tìm cách thoát nạn trong khi người xung quanh không ai phát hiện. Sau hơn 2 phút, một bé trai khác đến gần khu vực bể cá mới phát hiện và gọi người lớn đến đưa cho bé gặp nạn lên. Thế nhưng bé trai đã không qua khỏi do đuối nước. Được biết, cháu bé đi cùng cha mẹ chỉ thời gian ngắn thiếu quan sát nên mới xảy ra sự việc đau lòng trên. Ông Trần Công Thoáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Giang cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ông đã chỉ đạo công an thị trấn đến hiện trường xác minh, điều tra vụ việc. Tuy nhiên, gia đình cháu bé chấp nhận đó là vụ việc không may mắn, dẫn đến tai nạn nên đã đưa cháu về mai táng, không yêu cầu điều tra, lập văn bản. Quá đau lòng thưa quý vị, chỉ thiếu quan sát con mình vài phút thôi mà đã dẫn đến tai nạn đuối nước thương tâm. Vụ việc này là lời cảnh tỉnh sâu sắc đến các bậc phụ huynh có con nhỏ. Phải để ý trông chừng con cẩn thận khi dắt trẻ đến các điểm vui chơi có hồ nước sâu, đồng thời trang bị cho trẻ các kỹ năng ứng phó và xử lý khi gặp những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo cũng là một vụ đuối nước thương tâm khác xảy ra tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, làm 3 thanh thiếu niên thiệt mạng. Ba nạn nhân gồm một nữ và hai nam, tuổi từ 10 đến 18 tuổi, cùng ngụ tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 7, một nhóm thanh thiếu niên khoảng 5 người rủ nhau ra khu vực hồ nước thuộc ấp trung tâm, xã Thanh Bình tắm hồ. Trong lúc tắm, không may có 3 người bị trượt chân chìm xuống lòng hồ và tử vong. Những người còn lại hô hoán kêu cứu nên người dân ven bờ tới hỗ trợ nhưng không kịp. Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ cuối tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ đuối nước trẻ em, làm 9 em thiệt mạng. Thưa quý vị, đây là khu công nghiệp Phú Tài,
thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chuyện không có gì để nói khi chỉ trong vòng 4 ngày, tức là từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, tại đây đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày 3 tháng 7, Công an tỉnh Bình Định cơ bản đã khống chế được vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát thuộc khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau gần 7 giờ đồng hồ chữa cháy, vụ cháy được phát hiện vào 9 giờ sáng cùng ngày. Để khống chế vụ cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã huy động dập lửa gồm 16 xe cứu hỏa và trên 100 cán bộ chiến sĩ của đơn vị và 4 khu vực lân cận. Qua thống kê ban đầu, diện tích cháy ở khu vực nhà xưởng, khu vực nhà kho, khu vực văn phòng, những nơi này có các vật liệu dễ cháy như gỗ, giấy, nệm nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Nhà xưởng số 2 bị sập hoàn toàn, khu nhà kho bị sập một phần. Cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy. Trước đó, vào ngày 30 tháng 6, tại khu công nghiệp Phú Tài cũng đã xảy ra vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Mass, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Thông tin về giao thông, thưa quý vị, để tránh một xe máy bất ngờ băng ngang qua đường, chiếc xe khách giường nằm đánh lái qua làn đường ngược lại, hút xe ben văng vào cột điện làm cho nam tài xế bị thương. Tai nạn xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 7 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 51B26987 lưu thông theo hướng Quảng Ngãi vào thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 60K95886 do ông Hứa Viết Lô, 64 tuổi, điều khiển từ khu phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Dây qua đường để đi về hướng Biên Hòa. Để tránh va chạm trực diện, tài xế xe khách đã đánh lái sang làn đường bên trái thì tiếp tục tông phải xe ben mang biển kiểm soát 60C24550 do tài xế Phạm Ngọc Hiếu, 39 tuổi điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách và xe ben hư hỏng nghiêm trọng, khoảng 40 hành khách trên xe ô tô bị hoảng loạn. Tài xế xe ben bị kẹt trong cabin, được người dân giải cứu, còn ông Hứa Viết Lô bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. Công an trạm kiểm soát giao thông Suối Tre, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Thống Nhất, Công an thị trấn Dầu Dây đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Sự sáng tạo và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Nhờ có không gian xanh The Sharing Hub mà trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh đã có không gian vui chơi, phát triển tư duy và thể chất toàn diện, hoàn toàn miễn phí, một dự án cộng đồng vô cùng nhân văn và ý nghĩa. Và câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của tất cả quý vị. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.